Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 4 đối tượng được xác định lần lượt là Trần Thị Xuân Huyền, sinh năm 1986, Nguyễn Thị Kim Xuân, sinh năm 1977, Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1978, cùng trú tại quận Ba Đình, và Đỗ Văn Đường, sinh năm 1958, trú tại huyện Hoài Đức. Theo đó, 4 đối tượng bị cáo buộc đưa ra vay nợ và thực hiện các hành vi đe dọa, ép buộc người khác để thu hồi số tiền vay nợ khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại cơ quan công an, nạn nhân đã khai nhận không có việc vay nợ số tiền 3 tỷ đồng, mà thực chất đã bị rủ vào hoạt động đánh lô đề trái phép, dẫn đến thiệt hại nặng và bị các đối tượng liên quan đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của 4 đối tượng và đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng.